Chào anh Chí. Sao qua một đêm một ngày nay thì sao? Vui vẻ. Tối ngủ ngon. Lần sau anh có muốn đi một chuyến vậy không? Đó. Đây đây Ngọc Hoàng. Dạ. Không bơi hả? Không. Xuống bơi chứ. Không bơi. Hello. Bơi đi thầy rồi. Còn cho bảy nước em. Thầy Hoàng Thành. Hi. How are you? Em là cá giới. Hi Vũ. You try you fly. How you now? Hi Vũ. Hi you fly. You fly hi you. Bye hi you. Bye hi you. Không đẹp lắm bây giờ. Con nó đi đẹp hơn. Ở vàng phải không? Cái gì vậy? Bơi đi, ba đứa thi bơi ra đứa nào đi tin lẹ hơn. Bố không xuống cái này ở đâu rồi? Hỏi làm gì? Lớn rồi còn chơi súng. Gọi gọi đi, anh đang tắm. Không đi. Hello gái. Chào thầy. Sao một đêm một ngày nay thấy sao? Dạ, rất ổn. Rất ổn. Họ bụt đi. Hello. Ôi, hello. Thấy chưa tao lại nữa mà. Có một cái chỗ đẹp rồi, tao khoe ra một cái hở. Ngồi thẳng người lên đấy nè. Khóc bụt vào. Ừ. Khóc bụt vô cho hoa hậu. Đây là những hoa hậu sau cuộc thi xong bây giờ đang nghỉ để chuẩn bị vào trong bán kết. Đấy. Các hoa hậu đang ngồi nghỉ về để chuẩn bị cho cuộc thi buổi tối hôm nay. Trời ơi. Ghê quá. Đây cũng là hai hoa hậu chuẩn bị tối nay cuộc thi gala. Chưa kịp từ chối gì ông chỉ đường. Vậy được rồi. Để tí nữa ra. Nói chuyện gì đi. Nói chuyện gì cứ nói chuyện thường đi. Sao đi ra cái sạn cà phải. Đúng rồi. Sao mà đi tới cái tư cửa trái. Quán cà phê cuối đường. Rồi quán cà phê cuối đường. Ok. Cho nó chơi đi cô, có gì mà lo thế. Ủa, bà bội ơi. Ở đây hai hoa hậu chuẩn bị ra nữa nè. Hello. Chào hai cô. Hai cô này là phải quay nhiều không? Đây là hoa hậu nè. Đây, hoa hậu đang chuẩn bị nghỉ ngơi, tắm rửa để tối nay gala. Cô cứ tự nhiên đi, cô không sao đâu. À, thầy đừng cầm cái đó. Rồi các thầy xuống hồ. Mông mới tắm.
xuống không? Ông Chí không bảo chứ, ông Chí không bảo chứ ước gì tao trở lại 20 năm trước. Ông Chí đang bảo chứ ước gì đã được 20 năm về trước. Ông Chí, ông nói ông cười không vậy? Đúng không? Chứ bây giờ nó có độc nó nhìn thấy em. Ước gì trẻ được 25 tuổi nữa. Ờ à, đúng rồi. Ờ chứ bây giờ là bây giờ anh Chí là ước không bao giờ được. Anh Chí bây giờ là coi anh biết không được rồi mới ước. Anh ta hỏi mày được thì ước làm gì? Anh Chí bây giờ là coi sướng anh chơi. Đúng không? Còn cũng vậy nữa. Đố chính kia trong trẻ thôi. Đó, quay đi góp YouTube đi. Ăn chơi sạch trác tán mùa dịch. À không dám nói chứ dịch ở đây. Lên trên mạng quần chúng nó trừ chết. Chính xác. Ôi sao các thầy đấy buộc. Ê mấy ông thầy bị mất lửa. Kéo xin thế này mà không chịu xuống. Bà hết rồi. Dạ chơi xe rồi mất lửa. Không chơi vít lửa nữa rồi. Giờ chơi bấm nút là trước phát thôi. Nãy giờ đi canh con chờ con cái ngược lại. Thấy vợ canh đó con canh có làm ăn được mày đâu. Cho thầy Kim Chi. Em có biết bơi không? Ngay đây à. Ngay đây thầy Lợi dạy cho bơi. Thầy Thi. Đi kiếm chuồn chuồn cho cắn rúng đã. Chị chơi tâm lý mà. Hello. How are you? You fine, you chai. Hương. Quế Hương. Quế Hương. Quế Hương đứng đó là tới cổ rồi. Nguyễn bơi xài đi Nguyễn. Nguyễn bơi xài đi. Biết bơi không? Phải đưa bơi nhanh lên nhanh. Quế Hương biết bơi không? Dạ biết, em biết bơi mà. À. Bơi. Quế Hương biết bơi không? Dạ biết. Cái chỗ đó. Em à, trong bơi dùm chơi. Chỗ đó ngập qua đầu em đó. Bơi nè. Biết rồi. Nào chú nó bơi ốc quà đi. Ông Chín nè, ông Chín. Ông Chín này, coi mấy đứa nhóc này đang chọc cố kìa. Chỗ này nè. Hiểu không? Là chơi không? Hey, hold on.
thằng nhớ gì thằng này á, coi chừng nó ra ngoài nó không chung em được chị. Hello. Hello. Ừ. À vâng thầy. Dạ có gì thầy. Vâng. Học sinh giỏi ạ. À là lớp thường ạ, à, lớp thường ạ. À. Vâng, dạ dạ dạ. Dạ dạ dạ. Thế thầy. Hỏi Nguyễn ở bên kia học lớp gì? Bơi đi chị, bơi đại giống như mượt pha bơi. Hiền ơi Hiền, ông Thịnh gọi gì chưa? Chiều mà. Ông mới gọi. Ông hỏi Nguyễn là học ở bên Trần Tuấn là học cái gì? Học lớp gì? Không, tại trong cái đơn ghi rõ là không mà. À vậy. À. Thành điểm nước cho. Cái bầu nó học lớp thường. Kia kìa nước sâu kìa nó vậy. Nông quá nông. Để điện thoại trên phòng. Thành bây giờ. À, đi xin lỗi máy. Đại ca. Để tí để gọi nè. À. Thấy ông mới gọi cho mình nè. Chị Duyên xuống nước, chị Duyên. Xuống nước đây. Hả? Chiều mới lên ha. Là ông đi sáng nay. Đúng lịch là chiều nay. Vậy hả? Thì sáng nay gọi. Mới gọi mình nè. Ủa, em Vi biết bơi không? Dạ. Biết bơi không? Dạ, em biết đạp rồi chứ không biết bơi. À vậy hả? Chiều. Để nó ăn rồi thông báo. Ê, xịt lớn điện thoại rồi. Chết rồi mà lên mày bị. Chết rồi. Xịt Khoa sao, xịt cái điện thoại của mẹ Khoa.
chụp hình kìa. Cô chụp hình Nguyễn kìa, chụp hình. Cô. Con lai lên bờ của mày. Cô làm cái gì chết luôn. À vô 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 vô. Chết. Anh ra ba người mặc quần y chang luôn. Bơi được. À con lên đi. Cái này tôi bỏ lấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, vuốt đi, vuốt tay đi, không xịt vào mắt em. Quay rồi đó. Quay, 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 quay